Hiện tại em Hoàng đang đứng ở ngay hồ bơi của khu Central Park, ngay đài đô thị Waterpoint Bến Lức. Khu này là một tổ hợp là thể thao chuyên tổ chức những cái giải đấu mà thể thao chuyên nghiệp của khu vực phía nam của mình. Trước mặt của mình là hồ bơi chuẩn Olympic. Hồ bơi này thì rộng 1.000 m². Khi mà tổ chức những giải là bơi thì sẽ được tổ chức ở đây. Phía bên kia có 5 sân tennis và sân là bóng rổ, sân đá banh. Phía trong này là cùng nhà hàng, phòng tập gym. Hiện tại em Hoàng đang đứng ở trong khu club của khu Central Park. Phía bên tay trái của anh chị là cái khu phòng gym. Phòng này thì phục vụ cho cư dân của là khu đô thị của mình. Nếu mà anh chị mà sở hữu nhà ở trong này là mình có thể sử dụng những cái dịch vụ này miễn phí trong vòng 2 năm đầu. Đây là khu vực nhà hàng say hi của là khu Clubhouse ở Waterpoint. Nếu anh chị mà có bạn bè hoặc là có những cái sự kiện mà muốn làm tiếp khách thì mình có thể vào trong khu vực nhà hàng này. Nhà hàng này thì mở cửa từ buổi trưa cho tới buổi chiều tối. Đấy, nằm trong tổ hợp của khu Waterpoint Bến Lức luôn. Rồi. Khi mà có những cái sự kiện lớn về thể thao á, thì sẽ được tổ chức ở khu vực này. Hoặc là trong cái đài đô thị của mình á, có những cái sự kiện về văn hóa, về thể thao sẽ được tổ chức ở ngay khu Central Park này. Hiện tại ở Nam Long á, là đang tổ chức giải vô địch quốc gia về là tennis. Anh chị cũng Hoàng qua xem giải đấu nhé. Giờ tới cuối tháng 10 á, là Nam Long đang còn tổ chức giải là quần vợt vô địch quốc gia cho giải là thiếu nhi và người lớn. Hiện tại thì các tay vợt đang còn là định ở ngoài kia, thì anh chị cũng Hoàng ra xem nhé. Hai bé đến từ đây chứ sao.